Chào các bạn nhé. Đây mình có cái cây mai chú Thủy này là nói chung là nó to hơn thằng con trai mình nhiều lắm. Đây này, cái gốc nó nói chung là hơi bị khủng nhá. Thằng con nó đang làm sửa lại cái đế này. Đấy. Nó cậy bớt cái đất đi cho nó nhẹ. Cái cây mai chú Thủy này cũng gần thành phẩm rồi nhá các bạn. Đây này, các bạn thấy thằng con tôi nó ngồi đây này, mà cái cây này nó bằng gấp mấy lần, nó đang sửa đế, thằng ấy chuyên môn đi làm đế với lại làm cây. Cây mai này thì quá khủng luôn, nếu mà quay như này là không nhìn thấy thằng con luôn. Đấy, hoành hơn trăm. Đó, tôi quay xung quanh xem. Này chuyên cậy đất làm đế, đi làm thuê, thằng này nó cũng chịu khó lắm. Này là Phạm Hữu Thái Phát. Các bạn là có nhu cầu mua cây này giao lưu thì cứ điện cho mình. Đấy, nó đang sửa lại cái bộ đế. Nó chuyên sửa đế không? Này nó chịu khó lắm. Đấy, ngồi xa xa đi xem cái toàn thể cái cây. Đó. Cái này gần thành phẩm rồi, nói chung là đang nuôi, nhưng mà cái bộ đế của nó thì không thể chê được. Còn nó đang sửa hết cái cậy hết cái đất để cho nó nhẹ, để thay lại cái đất, thay lại cái đất khác. Nó ngoài từ sáng giờ nó cứ nhà nhặn làm, thằng này nó chịu khó lắm. Ai thuê nó thì nó vẫn đi làm đấy. Con vẫn đi làm thuê gì? À, nó chuyên đi làm thuê cây cho họ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 8 tuổi rồi. Vẫn đi làm thuê gì? À. Ừ. Cây này đẹp quá. Cây này bán bao nhiêu? Hai chục à? Rẻ rẻ cái gì vậy là được rồi, 20 triệu được rồi, rẻ thế. Ông bảo rẻ. Ừ, cây này 20 được rồi con ạ. Nó cổ kính thì cổ kính, nhưng mà vậy người ta phải mua chứ, bây giờ bán mắc tiền quá người ta không mua đâu. 20.000 á. 20 triệu ấy đúng không, có hợp lý không? Ý là thống nhất là bán cái gì? 20 triệu bán nhá. Cậy hết ra đi xong là nó đang lọc đế. Gốc này lắm. Đang cậy hết cái đất này ra cho nó khỏe cây, thay lại cái đất khác. Ra ngoài cây này quá khủng, các bạn mua thì cứ điện thoại cho mình nhé, vì cái này vào chậu 1 mét với đủ, còn chậu nhỏ quá là không đủ đâu. Nó đang cậy hết cái đất này. Cậy đấy, đất quá trời đất, cậy ra cho nó cái cây này, cây nào cứ phải cậy ra nó mới sung, cứ thỉnh thoảng mình lại cậy ra mình thay đất cho nó thì nó mới tái tạo được cái bộ rễ, nó mới khỏe. Chứ mình cứ trồng lâu quá nó ăn hết vào thành chậu ấy, mình không không xử lý lại thì cái cây nó không bao giờ nó phát được. Các bạn nào mua thì điện thoại cho mình, giá cả hợp lý cho các bạn chơi, thì cái cây này nó quá cổ kính rồi. Sần sùi ụ ị nói vậy chứ kiếm được cái cây mà nó thoát thân mà nhất đế nhì thân mà tam tầng tứ tán nữa, cái coi như cái đế này thì không thể chê được rồi.
Đế này không chê một điểm nào hết, nó to ấy. Con nó cứ ngồi nó nhanh nhảy, nó lọc hết cái đất ra cho nó nhẹ, cho nó phát. Đấy. Lọc hết ra như này cho mà. Đấy, được. Thôi con này đi sang bên kia đi, bên này là ổn ổn rồi đấy. Sang phía bên đấy cậy thêm ít nữa. Cậy hết như vậy cho nó nhẹ xong rồi thay đất. Còn các bạn mua thì cứ để vậy là chuyển đi thôi. Cái này phải chở xe tải chứ còn ship hàng là cái này nó nặng lắm. Cho vào cái xe và bán tải chở chứ còn... cao thì nó cái này nó lùn lực chứ nó không có cao không. Nhưng mà được cá nó nhìn nó có duyên lắm. Cây nó bụi như này thì biết khó. Chứ còn cây mà nó, đế nó không có mà đế nó nở đầu voi đuôi chuột này là các cụ chơi là thích lắm. Dòng này nó bụi vậy cậy xong mà làm sạch sẽ là cái cây này nó lực lại. Cái ông này chuyên môn đi làm thuê cậy đất này. Đấy. Rồi. Video đây là kết thúc nhá. Các bạn có nhu cầu mua thì điện thoại gặp cái anh đang cậy đất này này. Anh cũng máu bán lắm. Thống nhất là bán cái này gì? À, rồi.